Chào bạn, chào mừng các bạn đến với No 2 Công Nghệ. Và đây là video đổi sản phẩm. Vì vậy là sẽ không có một cái quá trình test tiếp gì cả. Nếu bạn nào ở khu vực Hà Nội hoặc là các bạn đang sử dụng các CPU thấp của các dòng socket 775, 1155, 1150, 1151, các bạn muốn đổi CPU thì các bạn có thể liên hệ mình theo cái số điện thoại là 0906 010103. CPU đổi thì nó có một quy tắc là không bảo hành, có nghĩa là bạn test ok và mình test ok là hai bên không có trách nhiệm gì với nhau cả. Vì vậy là ưu tiên các bạn ở Hà Nội đổi nhé, chạy qua cầm CPU qua đổi xong cái là không ai có trách nhiệm với ai cả. Vì bạn ra về mình cũng không có cái gì để cớ để bám các bạn. Vì vậy là CPU đổi là như vậy. Và đây mình sẽ có rất nhiều CPU để có thể giúp các bạn đổi từ CPU thấp lên CPU cao. Đây, rất nhiều các bạn nhé. Thời gian tới sẽ có rất nhiều mã để tiện cho việc các bạn đổi CPU. Nếu các bạn đang chạy những con CPU thấp ấy, hoặc là ví dụ các bạn đang dùng những chip G, nó không thể chơi được game FIFA Online 4 mà các bạn muốn chơi game FIFA, thì các bạn có thể đổi lên dòng chip Y. Hoặc ví dụ các bạn đang dùng chip Y mà các bạn muốn cái số nhân số luồng của nó cao hơn mà phải mất ít tiền, thì các bạn có thể đổi lên dòng chip E, dòng chip Xeon của các dòng socket khác. Đó là những cái lựa chọn khá hợp lý và phù hợp với những cái bạn mà đã có Vega. Rất đơn giản vậy thôi. Ok, cần đổi thì call mình theo số điện thoại là 0906 010103 và ưu tiên các bạn ở Hà Nội. Đây nhá các bạn này, khi đổi chúng ta có một cái dãy CD ở đây. Để hoặc là các bạn ký lên chip, mình cũng ký lên chip. Và đây nó có một dãy CD này. Chúng ta đổi xa thì như vậy, còn đổi gần thì các bạn cứ mang con CPU này đến. Sau đó các bạn lấy con CPU khác về là xong. Còn đổi xa thì các bạn, một là ký, hai là viết vào cái CD này. Hoặc là cái CD ở đây, nó có 4 số. Tốt nhất là lấy cái mã đây là ok. Hai cái mã là sẽ không bao giờ trùng khớp được nhau cả. Tránh cái tình trạng là sợ là luộc với liếc gì cả, cho mất công. Hoặc ký lên con CPU, ký nhỏ lên con CPU là được. Cảm ơn các bạn. Và đây là kênh YouTube mới của No 2. Rất mong các bạn ủng hộ.